Rồi chào anh em ha. Bây giờ mình sẽ làm tiếp mà trả lời cái câu hỏi cho một số bạn vừa rồi cũng ra một cái chuỗi series đặt câu hỏi. Mấy anh em cũng đặt câu hỏi nhiều cho mình về nhiều mảng bất động sản, về tâm lý, về phong thủy, về đủ thứ hết. Thì nói luôn sắp tới mình sẽ những cái clip này mình sẽ làm clip trả lời cho các bạn luôn, và những bạn sau chúng ta cũng học luôn, cũng học tham khảo được luôn. Và những cái clip này mình từ clip này trở đi mình sẽ không public, mà mình sẽ để ở cái mình sẽ up lại bên channel fan sách ha, và sẽ có những cái buổi zoom bên channel fan sách và những cái clip này up bên channel học viên và fan sách thôi ha. Còn lớp tâm tướng thì những cái chủ đề riêng của bên đó rồi ha. Lớp lớp nhân tướng, tâm tướng chuyên sâu thì có những cái chủ đề riêng về về phong thủy, về những cái chuyên sâu. Còn những cái vấn đề khác mà liên quan đến kiến thức về bất động sản, về này nọ tư vấn thì mình sẽ up bên fan sách ha. Rồi mình đang xem xét về sắp tới nên mở, nên tạo một cái điều kiện để mở cho các anh em cộng đồng có điều kiện để vào bên fan sách và bên channel fan sách vào cả bên nhân tố. Nhưng mà để mình đang suy nghĩ, mình xem xét lại ha. Rồi bây giờ quay lại nội dung của clip này. Mình sẽ trả lời hai câu hỏi cho hai bạn. Một bạn giấu tên: trước em có mua một căn nhà ở Bình Tân ở riêng, nhưng sau này vợ chồng sinh con về ở chung ba mẹ, nên 2 năm trước dự định bán 7 tỷ rưỡi, có người mua nhưng lúc đó lưỡng lự. Giờ nhỏ em lấy chồng ba mẹ lớn hết rồi, phải chăm sóc, định là dọn ra được nữa, nên có ý định định là dọn ra được, nên có định bán hoặc cho thuê để có thêm thu nhập. Hiện tại hai vợ chồng chỉ khoảng có thu nhập khoảng 30 triệu đồng một tháng, theo anh thì nên bán hay cho thuê? Vì trước cũng ngại cho thuê sợ hư nhà rất đẹp và mới, nhà hai mặt tiền hẻm hẻm nhà hai mặt tiền hẻm ớ gì nhà hai mặt tiền hẻm à, hai mặt tiền hẻm 4 lầu cũng có cũng to nên kén người cho thuê, bán thì chắc bây giờ chỉ được tầm khoảng 5 tỷ nhưng cũng gây ổn. Rồi đầu tiên á, cái việc mà chúng ta bán á, các bạn phải 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 nhìn nhận rõ như thế này nè. Cái việc mà bán hay không, các bạn phải xem là các bạn có cần cần tiền hay không. Nếu mà không cần tiền á thì nên giữ, nên giữ. Còn nếu mà cần tiền á thì nên bán, xác định cái đó nha. Tại vì có nhiều người đang nghe bất động sản như vậy cứ ra bán cái thời gian sau nó căng banh nóc luôn, mà mặc dù thời điểm bán chúng ta không thực sự cần tiền, chúng không thực sự cần tiền. Vậy nếu như mà thực sự các bạn không cần tiền, không cần cái cục tiền đó để chi tiêu, để làm gì đó, các bạn nên giữ và các bạn cho thuê. Cái vấn đề là thuê sở hữu nhà hay không là do chúng ta. Nếu chúng ta chọn, nếu chúng ta ràng vô cái hợp đồng, ví dụ em sở hữu nhà đúng không, em bắt đặt cọc 5 hợp đồng 1 năm, đặt cọc 2 tháng, đặt cọc 2 tháng đó giữ lại và giao ước với nó trong hợp đồng. Nhà khi mà trả thì phải trả một số, quay về hiện trạng của một số thứ như thế nào nào, phải quy ước rõ trong hợp đồng, do chúng ta thôi, do chúng ta thôi. Tại sao mình nói cái căn đó bạn nên giữ là bởi vì mình thấy nó hai mặt tiền mà trong hẻm, mà không biết hẻm bự hay không. Bạn này ghi là nhà 2MT, hai mặt tiền hẻm 4 lầu, 1ST, 1ST không biết bạn này ghi là gì, nhưng nếu mà nhà hai mặt tiền là hẻm đó là ok. Nếu mà hẻm bạn to mà sẽ hơi quay đầu được thì nên giữ căn đó, nó sẽ có giá trị à, nó sẽ có giá trị. Và thấy là hai vợ chồng em đang có thu nhập 30 triệu đồng một tháng thì mới cái thu nhập thôi mà không biết chi tiêu bao nhiêu một tháng ha, không biết chi tiêu. Sau này các bạn có hỏi, các bạn cũng chia sẻ luôn là dư, cũng không quan trọng là thu nhập của các bạn một tháng 30 triệu hay là 1 tỷ đâu, mà chỉ quan tâm là có dư hay không thôi. Nhiều khi thu nhập 30 triệu nhưng mà một tháng xài mẹ nó hết 50 triệu rồi thì cũng như thì 30 triệu nó không ý nghĩa, hiểu chưa? Nên các bạn cũng chia sẻ cái đó để mình hiểu cái góc nhìn đó. Thì nếu mà bất động sản đó giữ được nên giữ, và để trống thì ok, nên nên suy nghĩ cho thuê ha, cho thuê. Và hợp đồng thì 1 năm đặt cọc khoảng 2 tháng, đừng có đặt cọc 1 tháng, 1 tháng không đủ để trang trải những cái chi phí mình nó trả xong mình sửa nhà chết mẹ luôn. Hoặc là trong hợp đồng các bạn phải ràng rất là kỹ ha, ràng rất là kỹ việc đó. Rồi còn nếu trường hợp mà em thực sự mà em muốn bán thì em suy nghĩ như thế này: em bán, em khi mà tài sản em đang cầm trong tay á là tài sản tăng trưởng, tài sản tài chính tăng trưởng á, như là vàng, bất động sản ha, thì ok. Hay là BTC, EKH thì về lâu về dài nó tăng thì cầm cái đó không có lo lắm. Nhưng khi em đi bán mấy cái đó sang mà tiền Việt Nam đồng thì em mới lo đó. Em lo là bởi vì em càng giữ Việt Nam đồng thì càng chết á, mà Việt Nam đồng nó không có ra, giữ tiền mặt thì nó sẽ không có ra. Thì lúc đó em phải tính thêm một cái đường, nếu mà em bán thì em nên để vô đâu, nếu không tính được cái đường đó thì đừng có bán. Đừng có thấy bán có lời chứ bán là thực ra thời gian sau banh tiền hết, nát tiền hết. Rất nhiều người nghĩ là bán xong rồi trong đầu chưa định hình mua cái gì, đầu tư cái gì, thấy được bán tiền ham quá
bán xong rồi đầu đầu tư sau. Khi mà các bạn bán xong rồi đảm bảo các bạn cái gì cũng muốn mua và tiền nó nát luôn và cuối cùng bay luôn, nó thầm bay luôn ha. Rồi tôi ứng với bạn như thế này. Rồi còn một bạn nữa hỏi: em có xem clip của thầy bất động sản, em đang có một cái vấn đề nhờ thầy góp ý góc nhìn. Em có mảnh đất nông nghiệp giá hiện tại khoảng 2 tỷ, mỗi năm cho thuê chỉ được khoảng 50 triệu đồng một năm, và đạt ăn EKH hiện tại thì dự tính của em là bán mảnh đất đó vào EKH. Nhưng nếu làm như vậy ngược lại với cách anh dạy, mình thường bán coi mua đất chứ ai lại đi bán đất mua coi, nhờ thầy góp ý giúp. Rồi đầu tiên cái mảnh bất động sản của em á, cái mảnh đất đất nông nghiệp của em á, nó cũng giống như căn nhà lúc nãy á. Nhiều khi chúng ta tư vấn chúng ta chỉ có vài lời như vậy nó sẽ không có xác thật bởi cái vị trí địa lý của từng cái mảnh bất động sản đó. Ví dụ như cái căn lúc nãy mà nhiều khi nó mang tiếng là mặt tiền hai mặt tiền, mặt tiền nhà hẻm, nhưng cái hẻm nó sẽ hơi vốn được, cái hẻm nó không có người qua lại, cái hẻm nó là cái hẻm cục, thì cái giá trị bất động sản đó nó không có ý nghĩa. Bán được bán đi, mình dùng tiền đó mình đầu tư mấy bất động sản khác vẫn ngon hơn, đúng không? Nhưng nếu như cái chỗ đó nó lại là một cái nơi đông đúc, đông người qua lại, hẻm xe hơi quay đầu được, hẻm nó hẻm không hay các kiểu đó. Và xung quanh nha, định giá bất động sản các bạn phải nhìn xung quanh, ngoài cái việc mà đông dân cư qua lại, các bạn phải coi gần gần xung quanh đó có những cái nơi mà có những cái thằng mà có nem một chút nó thuê, ví dụ như Bách Hóa Xanh, Vinmart, ngân hàng thì mới ngon. Còn xung quanh nó còn mấy bà bán rau, mấy bà bán không à, thì không có ngon. Cho nên nhiều khi nói để các bạn hiểu là định giá bất động sản rất là kỹ, chuẩn nhất là phải đến tận nơi khảo sát và phải nằm dầm dề ở đó khoảng gần 7 ngày đó, khảo sát rất kỹ. Cho nên ở góc độ của mình chỉ góp ý được cho các bạn một số cái kiến thức để các bạn tự các bạn định giá nó. Chứ nhiều khi các bạn nhầm một cái chỗ đó, các bạn ở bên trên mạng đó, nó hay nhắn những cái nhiều người hay nhắn cái đó cho mấy chuyên gia, xong mấy chuyên gia góp ý rất là sơ sài và sai sai ha. Cho nên thành ra cái mảnh đất nông nghiệp này của bạn mình thì mình không biết là ở vùng nào, ở chỗ nào, mà như khi các bạn nói cái vùng của cô không biết nó có giá trị hay không luôn, đó là sự thật. Bản thân chúng ta mua chỗ đó, chúng ta là thổ địa ở đó, chúng ta phải nắm ở vùng đó, chúng ta biết cái mảnh nó ngon hay không. Ví dụ cái mảnh mà bây giờ em đang cho thuê một một năm như vậy, cả năm như vậy có 50 triệu mà em đang bỏ 2 tỷ vô, mà cả năm có 50 triệu, đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ không giàu lên bởi cái tiền thuê theo năm được đâu, mà chúng ta sẽ giàu lên là bởi cái giá trị bất động sản đó. Để đó 2 tỷ, sau năm 2 năm nó lên 3 tỷ, giá đất nó tăng lên chẳng hạn, chúng ta phải ăn nhờ cái đó. Vậy chúng ta xoáy vô cái chỗ đó. Nếu như cái đất đó của bạn, bạn nhìn ở xung quanh có phát triển không, hay là xung quanh là đồng đồng hiu mông quạnh và có trồng rau rồi trồng cỏ gì đó, không có giá trị thì thôi cắt đi, lấy cái đó để vô hô EKHBGC. Có cái gì 2 năm bạn có, 1 năm có 50 triệu, 2 năm có 100 triệu, bạn bỏ vô 2 tỷ mà 2 năm luôn được có 5% à, đúng không? 100 triệu, 200 triệu là 10%, đúng không ạ? À? Đó mà 100 triệu có 5% mà thôi, dẹp mẹ nó đi, mất 2 năm trời để được có 5% thì thôi vô EKH, nhắm con mắt để đó của nó, các bạn 2 năm sau bèo bèo nó vẫn ngon hơn ha. Thì suy nghĩ cách đó. Rồi tiếp thêm một cái vấn đề nữa là bạn có nói về câu chuyện là chúng ta bán coi mua bất động sản chứ ai lại bán đất đi mua bất động sản, đúng không? Chúng ta bán coi, chúng ta mua mua đất chứ ai lại bán đất đi mua bất động sản, đúng đúng. Nhưng các bạn có hiểu tại sao phải bán coi mua bất động sản không? Tôi thấy tại sao là tại vì chúng ta phải nhìn vô rủi ro tài sản, chứ không có một cái quy trình cố định là phải bán coi vô bất động sản hay bán bất động sản vô coi, không có quy trình cố định đó. Chúng ta đang nhận diện là nhận diện trên cái linh hồn bên trong, cái bản chất ở bên trong là cái rủi ro trong tài sản. Ví dụ bây giờ nè, em bỏ mấy trăm ngàn đô, mấy tỷ bạc vô coi, bây giờ giá nó tăng, lỡ nó đang đỉnh không chốt nó xuống thì sao? Đó là rủi ro. Bây giờ có lời chốt ra bất động sản bớt, cái đó là coi chốt để bất động sản, là bởi vì rủi ro nó thấp, rủi ro tài sản giảm dần cái mức rủi ro tài sản. Ví dụ cái căn của bạn đang là căn bất động sản bên nông nghiệp, bây giờ em bỏ vô hết trong đó, em không bỏ vô coi coi nó lên trong cái đất nông nghiệp em ngồi em ngâm, thì đó phải rủi ro tài sản không? Tại vì chúng ta phải bán cái đó đi để dịch chuyển vô những cái nơi rủi ro tài sản, những cái nơi an toàn, ok chưa? À em đang hô, em hô EKH, hô BGC, thời gian xong có tiền, dịch chuyển từ từ về bất động sản, mua căn hộ 3 tỷ mỗi tháng cho thuê 10 triệu, ngon không? Nó vẫn ok hơn, đúng không? Thì cái đó là dịch chuyển dòng tiền về cái nơi rủi ro thấp, ok ha. Rồi
hai cái clip này giải đáp cho hai bạn. Sắp tới các cái clip sau mình sẽ không có public ngày này nữa, mình chỉ up clip và để chế độ private bên 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 fan sách và bên học viên ha. Còn những cái clip về phong thủy, về mọi thứ tư vấn này nọ, hay là những clip bài học mới của bên phong thủy thì sẽ up bên 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 lớp nghiên cứu học. Ok ha, ba anh em ha.